đó, ba ok cho anh em nha. Hết treo nồi trước luôn ha. Đó, em ru nha nè. Giờ chủ xe chỉ kiếm tiền và làm cái nồi sau nữa là bao ok chủ xe đó. Rồi xin chào anh em Novo Mio nha. Nay chủ xe Việt Nam đang tiến hành làm cái nồi của chiếc Novo ha. Sẵn đây quay lại cho anh em tham khảo nha. Thì cái nồi chủ xe đã bị mòn quá đát rồi. Thì chủ xe yêu cầu mình vớt xuống, nhưng mà mình vớt xuống thì nó không còn xài được nữa nha. Thì mình tư vấn cho chủ xe là mình thay cái bộ nồi trước. Còn cái bộ nồi sau thì chủ xe mới làm, nhưng mà bị lỗi thì thôi thì giữ lại để chủ xe chạy tạm nha anh em. Đây ha. Chiếc Novo nha ha. Novo 3 nha anh em. Đây, thì anh Tuấn anh đang tiến hành gắn cái bộ nồi trước rồi nha. Bao đúng zin cho anh em ha. Đó, khuôn hàng zin của chính hãng Yamaha cho anh em. Hàng xịn luôn nha anh em. Cái nồi trước thì anh em coi nè, đó nó mòn quá rồi, lõm luôn, bây giờ mình vớt rồi bay luôn mặt nhôm nha. Đó, mặt nhôm cũ cái này nè. Đó, mình nếu mình vớt cái này ra là nó nằm ngoài đây luôn nha anh em, không có chạy được ha. Thì mình mới thay cái bộ mới, đó. Bi là bi Bando, Bando Nhật nha. Bộ này là bộ xịn cho chủ xe luôn, đó. Mình gắn bộ nào là bao cái bộ đó là đồ tốt hết cho anh em nha, Bando Nhật nha. Còn cái nồi trước là nồi của thằng chính hãng Yamaha nha. Đó, đi đúng hàng MC Nhật cho anh em đó. Đây nha anh em. Đó, khuôn đồ xịn cho anh em hết đó. Rồi, sắp bi vô. Kẹp trượt là mình đi zin cho chủ xe luôn nha. Kẹp trượt zin nha, kẹp trượt cũ là mình bỏ nha, đó. Bao đúng zin cho anh em ha. Kẹp trượt cũ bị hả miệng nè, mòn hả miệng nè. Đó mình bỏ. Rồi thì anh Tuấn lắp vô anh em coi rồi lắp ráp tại nhà luôn nha. Cái mỡ bò anh Tuấn vô đây là vô một lượng vừa đủ ha, chứ không phải là vô dư nên anh em đừng có lo cái chuyện mà bắn ra nồi nha. Đó, vì anh em comment nói là cái mỡ bò này vô bắn ra nồi không có gì nữa nha. Mình chỉ vô một lượng vừa đủ xong rồi mình sẽ lâu lại nha anh em. Đó, không có để dư đâu. Nên anh em cứ yên tâm. Lắp phốt lắp đồi lại cho chủ xe để cái mỡ nó không có bị văng ra nha. Cái mặt mình vô cái mỡ bò nó nằm phía trong nha anh em. Anh em lưu ý là nó nằm phía trong chứ không phải nằm phía ngoài, cho nên anh em đừng có lo chuyện mà nó văng Yakura. Nếu mà văng Yakura thì xe không bao giờ chạy được đâu, nó trơn trượt ha. Đó. Thì nói chung là nhiều anh em comment không có hiểu biết thì mình sẽ nói để cho anh em biết thôi, chứ mình cũng không có vấn đề gì với anh em hết. Đó. Thì anh em cứ muốn comment thế nào thì cứ lên đó mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Đây, anh Tuấn thì anh nhiều năm kinh nghiệm làm trong cái nồi tay ga rồi, cho nên anh em cứ yên tâm. Đó, mình làm là đúng kỹ thuật chứ không phải là sai kỹ thuật của anh em nha. Còn cái mỡ bò mà chịu nhiệt á là làm trong cái bu ly em ha. Còn cái mỡ bò bình thường thì mình cứ làm ở phía bên ngoài. Những cái chỗ nào mà chịu nhiệt á thì mình sẽ vô mỡ bò chịu nhiệt. Còn cái mỡ bò bình thường thì mình chở vô chỗ bình thường nha. Chứ không phải bên tiệm mình không có mỡ bò chịu nhiệt nha. Mình vẫn có bình thường nha anh em. Rồi cái vấn đề mà cân tâm thì anh Tuấn đã cân nha. Cái này mình không có thời gian để quay cho anh em ha. Thì xe Honda này, xe Yamaha thì nó luôn có cái độ định tâm ha. Chút clip sau mình sẽ có thời gian mình quay kỹ cho anh em. Tại vì khách này đang bận đi làm cho nên mình không có thể có thời gian quay để cho anh em tham khảo ha. Lần sau mình sẽ quay cho anh em coi luôn cách gắn tâm nồi như thế nào ha. Nồi để nó khỏi bị rung gợn. Đây, cái dòng Mio với Novo mình làm rất là nhiều rồi cho nên anh em cứ yên tâm. Bao chỉ hết bệnh cho anh em ha. Rồi giờ anh Tuấn đã lắp xong rồi nha. Đó, chưa tới 3 phút nha anh em. Bắn nồi trước, nồi sau. Rồi mình block mình sẽ giao xe thôi. Nó nhanh gọn cho anh em. Anh em khỏi cần phải chờ đợi lâu. Rồi, nồi trước lên là em ru cho anh em liền ha. Phun đồ xịn là có khác nha anh em. Mình làm thấy anh em thấy không, kỹ càng từng cái vô mở cốt gen cho anh em này kia, bạch đạn này kia ha. Đó.
làm là đúng quy trình nha. Mình chỉ vô một lượng vừa đủ nha anh em, không vô dư ha. Anh em đừng có lo chuyện vô dư để băng ra nồi của anh em, khó đâu. Cái kinh nghiệm làm nghề mình lâu năm thì mình phải biết cái nào dư cái nào đủ, cho nên anh em đừng có lo chuyện đó ha. Đó, giờ block thôi. Rồi chút nữa test sẽ mình quay lại cho anh em tham khảo nha anh em. Cái nồi của chiếc Novo nha, giờ anh Tuấn thì anh sẽ thử nha anh em. Đó, bao ok cho anh em nha. Hết treo nồi trước luôn ha. Đó, em ru nha anh em. Giờ chủ xe chỉ kiếm tiền và làm cái nồi sau nữa là bao ok chủ xe. Đó. Vô cái nồi trước là bi đạn là ok ha, bi Bando Nhật. Đó, nồi là full nồi của Yamaha. Full đồ Nhật làm cho anh em luôn, bao em ru. Đó, nhẹ nhàng. Sáng là chạy lên không còn nổi, bây giờ là nồi đã mở hết tua cho anh em nha. Full nồi trước để lên dán luôn. Thì làm rồi sao để rồi, bao ok cho anh em nha. Mình giao xe chủ xe rồi chủ xe đi làm. Sau chủ xe ghé mình làm cái nồi sau. Rồi, chào tất cả anh em ha.